Vâng, xin chào các anh chị. Chúng ta tiếp tục trong bài học tiếp theo. Và bài học này là bài học mà tôi sẽ giúp các anh chị có thể xác định được USB trong khi mà chúng ta sản xuất nội dung hoặc là chúng ta làm content. Nói chung ấy, USB là gì? Thì chúng ta cũng đã nghe trong nhiều khóa học của thầy Phan Anh rồi, có nói USB. Tiếng Anh là Unique Selling Points. Unique là độc đáo, Selling là bán hàng, Point là tức là những cái điểm, những gạch đầu dòng. USB tạm dịch đấy là những cái điểm khác biệt trong quá trình làm kinh doanh, làm marketing, làm bán hàng của mình. Vậy thì mình muốn viết content hay, đúng không ạ? Mình muốn làm content hay thì mình phải liệt kê được ra những USB của mình. Tôi giả sử thế này thôi. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, đúng không ạ? Tôi giả sử như thế. Thì các bạn có thể tung ra chương trình khuyến mại là 830.000 cho một cái sản phẩm gì đấy. Hàng ngày các bạn vẫn bán 2-3 triệu, đúng không ạ? Hay là giảm giá 38%. Các bạn kết hợp các chương trình khuyến mại, các quà tặng, các giảm giá trong cái bài content. Các bạn giảm giá sâu như vậy, hình ảnh đẹp cộng với lại ăn vào thời điểm gọi là hot trend là mùng 8 tháng 3 chẳng hạn, thì tự dưng cái content của bạn sẽ hay, bởi vì nó đúng thời điểm, đúng không ạ? Đúng người, đúng thời điểm. Thứ hai là gì? Nó có khuyến mại tốt, đúng không ạ? Nó có khuyến mại tốt. Thế thì USB là gì? Là cái cách mà chúng ta sẽ xác định ra được những cái sự khác biệt, những cái điểm khác biệt, và sau đó chúng ta liệt kê nó ra. Chúng ta viết thành lời, chúng ta thể hiện bằng hình ảnh, thể hiện bằng video, thì tự khắc nội dung đấy nó sẽ hay, được chưa? Ok, ví dụ như thế này, ví dụ như là hãng Domino Pizza thì có một cái quan điểm gọi là slogan kinh doanh của họ là gì? Là giao hàng trong 30 phút hoặc là miễn phí. Tôi hứa đấy, tôi thật đấy, không phải tôi nói điêu đâu, đúng không? Ok, Walmart là gì? Walmart là giá rẻ, nghĩ mọi cách để làm sao giá rẻ, và keyword mà khách hàng tìm kiếm khi nghĩ về Walmart đấy là giá rẻ, đúng không? Amazon là bán hàng trực tuyến nhưng mà với cái dịch vụ khách hàng là tuyệt hảo, chi phí giao hàng rất là thấp, rồi thì thời gian giao hàng nhanh, vân vân. Đấy, ok, bây giờ chúng ta đã biết USB là gì rồi, đúng không? Bây giờ cái quy trình để tạo ra USB mới là cái quan trọng. Đấy, cái quy trình để tạo ra USB mà giúp các bạn có thể làm marketing, rồi thì sản xuất content hoặc là nghĩ ra content marketing tốt là bao nhiêu bước. Cái này các bạn hoàn toàn có thể áp dụng trong chiến lược về kinh doanh, chiến lược về marketing với cái USB này, chứ không nhất thiết phải là về content, được chưa ạ? Rồi, thì thứ nhất đấy là gì? Chúng ta có thể là nghiên cứu. Bước thứ nhất chúng ta có thể là sẽ nghiên cứu khách hàng mục tiêu của chúng ta. Hãy nhớ rằng là chúng ta không bán hàng cho tất cả mọi người, chúng ta không phục vụ tất cả mọi người, mà chúng ta chỉ phục vụ cho một tập khách hàng mục tiêu của chúng ta. Tập khách hàng mục tiêu này là ai? Chúng ta phải liệt kê ra về giới tính, tuổi tác, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, vân vân, được chưa ạ? Mà trong Facebook chúng ta có thể liệt kê được đấy. Bước thứ hai là chúng ta sẽ nghiên cứu về sản phẩm dịch vụ của chính chúng ta đang bán nhé. Phải nghiên cứu về sản phẩm và dịch vụ của chúng ta để chúng ta biết được rằng là gì, chúng ta đang có những cái gì, chúng ta phải viết ra, gạch đầu dòng ra. Sau đó là chúng ta nghiên cứu đối thủ nữa, và chúng ta so sánh với đối thủ các cái điểm mạnh, điểm yếu của chúng ta so với đối thủ. Và chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là làm sao chúng ta có thể cải thiện được cái vấn đề này, đúng không? Làm sao chúng ta phải làm tốt hơn, làm sao chúng ta phải làm khác đi và xuất sắc hơn nữa. Đấy là bước số 2, đúng không? Bước số 3 chúng ta có thể là liệt kê ra những cái vấn đề của khách hàng. Vấn đề của khách hàng là gì? Hãy thử đặt mình vào vai trò của khách hàng và hãy suy nghĩ như một khách hàng, rằng khách hàng sẽ muốn gì, khách hàng thực sự muốn gì, thì chúng ta để chúng ta đáp ứng nó, được chưa ạ? Chúng ta trả lời cho cái câu hỏi là gì? Động lực mua của khách hàng là gì? Tại sao khách hàng lại mua hàng của mình? Tại sao khách hàng không mua hàng của mình? Tại sao khách hàng mua hàng của đối thủ? Và tại sao khách hàng không mua hàng của đối thủ? Đấy, khi mà chúng ta trả lời cho hết những câu hỏi như vậy thì bước tiếp theo là chúng ta làm gì? Là chúng ta có thể là đưa ra các giải pháp. Đấy, chúng ta mô tả, chúng ta liệt kê cái cách và chúng ta sẽ đưa ra giải pháp cho khách hàng. Giải pháp ở đây bao gồm là cả về mặt sản phẩm, kể cả về mặt dịch vụ, bao bì, đóng gói, giao vận. Chúng ta phải packing nó lại, chúng ta phải đóng gói lại làm sao nó hoàn thiện nhá. Chứ không phải là chúng ta chỉ có một cái sản phẩm như này, mua thôi, đến nhà tôi mà lấy. Thế thì bây giờ như thế nó chưa phải là hoàn hảo, đúng không? Ví dụ như là tôi có bảo hành, tôi có giá tốt, tôi có chiết khấu tốt, tôi có giảm giá, tôi có quà tặng, tôi có sửa chữa miễn phí, tôi có giao hàng miễn phí, tôi có đổi trả, tôi có cho mượn, vân vân, rất nhiều. Whatever, cái gì cũng được, các bạn phải đưa ra nhá. Giá cả này, dịch vụ này, tốc độ này, giảm thiểu các rủi ro và chi phí cho khách hàng này, tăng doanh số cho khách hàng này, có quy trình chuẩn này, có bảo hành tốt này, rồi thì dịch vụ giao hàng kịp thời, dịch vụ chăm sóc hàng sau bán tốt này, tối ưu quy trình cho khách hàng này, dùng thử miễn phí này, quà tặng này. Đấy, làm những điều mà đối thủ chưa làm, hãy nhớ đấy, làm những điều mà đối thủ chưa làm, làm những điều mà khách hàng chưa bao giờ được hưởng thụ. Hãy nhớ cái keyword của tôi là làm những điều mà đối thủ chưa làm đấy, và làm những điều mà khách hàng chưa bao giờ được hưởng, đấy là điều quan trọng. Nhưng với chi phí, với cái cách thức hợp lý, chứ còn nếu mà chưa bao giờ được hưởng thụ mà đắt quá thì chúng ta cũng sẽ bị hạn chế đối tượng, đúng không ạ? Đấy. Tiếp tục này, bước tiếp theo của việc tạo USB là gì? Chúng ta có thể liệt kê từ 3 cho đến 5 cái giá trị lớn nhất, khủng nhất, xịn nhất mà khách hàng của chúng ta có thể nhận được từ cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Và chúng ta nhấn mạnh vào cái yếu tố khác biệt nhất và giá trị nhất của chúng ta so với đối thủ là gì. Hãy liệt kê ra những điều mà đối thủ không có hoặc là không thể cho khách hàng của chúng ta. Đấy, và hãy cố gắng đưa ra những cái gạch đầu dòng, những cái giá trị mà rất khó có thể bắt chước. Ví dụ như là có thể có một cái phần mềm rất là xịn, có thể là một cái mối quan hệ, một cái quà tặng nào đấy mà đối thủ rất là khó bắt chước. Còn nếu mà bạn tặng cái này đối thủ cũng có thể tặng được, bạn tặng cái kia đối thủ cũng có thể tặng được, thì như vậy họ sẽ dễ dàng sao chép được cái chiến lược của chúng ta, hay là họ sẽ thấy rằng bắt chước được cái về ý tưởng về content, ý tưởng về hình ảnh, ý tưởng về chương trình, đúng không? Đấy, càng nhiều càng tốt, nhưng phải trong cái năng lực của doanh nghiệp, của cá nhân, những người làm kinh doanh như chúng ta. Đấy, đừng cam kết quá lời, đúng không? Quá nhiều. Đấy, và rồi bạn sẽ trở thành một người nói xạo, đúng không? Thế thì có một cái câu trong cái bộ kinh nghiệm sale mà tôi dạy, kỹ năng dạy bán hàng ấy, là cam kết nhiều và làm nhiều hơn cam kết. Đấy, thì mình vẫn đưa ra cam kết nhiều nhưng mà mình làm cho khách hàng nhiều hơn cam kết, thì đấy là cái mà chúng ta sẽ làm được cái USB rất là tốt. Đấy, bước tiếp theo, đúng không, là đấy, đưa ra cam kết. Cam kết của bạn là gì này, làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện được cam kết, chúng ta nói rõ ra cho khách hàng biết. Và nếu không thực hiện được cam kết thì chúng ta sẽ phải đền bù khách hàng như thế nào, và cách chúng ta đền bù ra sao phải nói rõ. Cùng lắm là gì, bây giờ chẳng hạn đi học thầy Phan Anh, thầy Phan Anh cam kết tăng doanh số, nếu mà không tăng doanh số thầy Phan Anh trả tiền học phí, không trả tiền học phí thì các bạn cứ kiện thầy Phan Anh ký hợp đồng đàng hoàng, ví dụ như thế, đúng không? Đấy gọi là cái cam kết. Có thể thể hiện bằng văn bản, bằng hình ảnh, bằng video, làm sao cho nó phù hợp để mà chúng ta tiếp cận được khách hàng, mà chúng ta đưa ra những cái thông điệp như vậy khách hàng cảm thấy rất là chất, rất là tuyệt vời và rất là đẳng cấp, đúng không? Rất là giá trị. Và sau đó thì chúng ta thử nghiệm, chúng ta đánh giá, chúng ta phân tích và chúng ta điều chỉnh để chúng ta có thể upgrade, tức là nâng cao lên hơn nữa, và tạo ra được những USB càng ngày càng xịn. Thì tôi nói luôn là USP là gì, là unique selling point, tức là tạo ra những điểm khác biệt trong bán hàng, trong kinh doanh, trong marketing. Thì các bạn có thể áp dụng trong content, trong kinh doanh, trong marketing đều được. Đấy là các bạn hãy nhớ về cái bài học này nhé. Vâng, và nếu các bạn có bất kỳ yêu cầu nào, tư vấn gì hay là cần sự trợ giúp từ phía giảng viên Phan Anh là tôi, trong bất kỳ lĩnh vực về bán hàng, về kinh doanh, về marketing, về truyền thông trực tuyến, kể cả phát triển hệ thống vân vân, thì thầy Phan Anh và là tôi sẵn sàng là chia sẻ với các anh chị và các bạn, giao lưu học hỏi cùng với các anh chị và các bạn. Cái gì tôi tư vấn được miễn phí tôi sẽ tư vấn, cái gì mà không tư vấn được miễn phí tôi sẽ báo phí để chúng ta cùng nhau làm việc. Tôi rất hy vọng là có thể được trò chuyện, được trao đổi, được chia sẻ cùng với các anh chị và các bạn, và giúp đỡ các anh chị và các bạn nhiều hơn nữa. Đấy là cái mong muốn của tôi với tư cách là một giảng viên đại học đi giảng dạy từ năm 2008 tới nay. Giảng dạy từ thương mại điện tử từ cái thời đó đến bây giờ thì tôi nghĩ cũng là rất là ít trên thị trường mà những người mà có kinh nghiệm như vậy. Và thứ hai nữa là cái số lượng những cái bài học, những cái nội dung, những cái khách hàng là tôi cũng đã trải nghiệm. Bản thân tôi cũng có những cái doanh nghiệp phát triển hệ thống bán hàng của mình, cũng như là cái mảng bán lẻ về thời trang của tôi. Tôi nghĩ cũng khá là tốt, cũng khá là nhiều kinh nghiệm với các anh chị. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn, và xin chúc các anh chị thành công. Hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.